Tô Yến Nhi, vợ Lâm Phong, mẹ Lâm Phong. Tô Yến Nhi, 3 năm rồi. Lục Ngôn Thành, thiếu gia Lục gia, cuối cùng cũng bị tôi tìm thấy rồi. Lục tổng, nếu con dâu của tôi có chỗ nào thất lễ với cậu, tôi thay nó xin lỗi cậu. Có chuyện gì cậu cứ nhắm vào tôi, cầu xin cậu hãy tha cho Yến Nhi đi. Bà là cái thá gì chứ, dám xen vào chuyện của tôi. Lục Ngôn Thành, anh đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Có gì mà quá đáng đâu chứ. Lục thiếu gia, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu tha cho chúng tôi đi. Bà già, còn xen vào chuyện của tôi nữa, tôi cho bà đi gặp con trai bà đó. Dọn dẹp sạch sẽ, yên tâm. Bà già, đừng trách tôi, muốn trách thì trách bà đã đắc tội với Lục thiếu gia. Dừng tay. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là người của Lục gia. Lục gia chỉ là một lũ kiến, phủi nhẹ tay cũng diệt được. Anh dám xúc phạm Lục gia, Lục gia sẽ không tha cho anh đâu. Lục Ngôn Thành cũng là loại cặn bã mà thôi. Rất nhanh, hắn sẽ đến làm bạn với cậu. Kiếp sau, hãy làm một người tốt đi. Mạch tượng hư phù, rối loạn hơi thở, phải nhờ lão Mạc ra tay mới được. Alo, Hoa Hồng, lập tức thông báo cho lão Mạc, trong vòng nửa tiếng tôi muốn gặp lão Mạc ở bệnh viện Giang Thành. Vâng. Nói, Tôn Thượng, mẹ của anh đã được đưa tới bệnh viện Giang Thành rồi. Ngoài ra, có tin tức của cô Tô rồi. Nói mau. Có người từng phát hiện ra tung tích của cô Tô trong buổi đấu giá của Lục gia, mà thời gian buổi đấu giá diễn ra gần đây nhất chính là hôm nay. Nếu bọn họ đã chán sống, vậy tôi sẽ thành toàn cho bọn họ. Thông báo cho đội long vệ của Giang Thành, hôm nay tôi phải san bằng Lục gia. Tôn Thượng có lệnh, sau ngày hôm nay nhất định phải khiến Lục gia thịt nát xương tan. Rõ. Đứng lại. Biết ở đây là đâu không? Đây là buổi đấu giá danh tiếng lẫy lừng của Lục thị ở Giang Thành. Không phải là chỗ để chó mèo có thể ra vào. Tôi tới để tham gia buổi đấu giá. Cái gì? Một thằng nhóc nghèo nàn như cậu dám đến tham gia đấu giá? Có biết ở đây là đâu không? Người ở trong đây không giàu thì cũng là tỷ phú, tài sản ít nhất cũng phải trên 50 triệu tệ. Còn cậu thì sao? Toàn thân nghèo nàn rách nát, chắc chưa thấy tiền nhiều như vậy đúng không? Kiểm tra đi. Khoan đã, nếu cậu không có 50 triệu như cậu nói thì phải làm sao đây? Anh nói thế nào thì là thế đấy. Giả như cậu không có 50 triệu thì hãy chui qua chân tôi, gọi lớn 3 lần: ba ơi, coi là phế vật, quân tử nhất ngôn. Nhóc con, nếu bây giờ cậu nhận thua thì vẫn còn kịp. Đúng vậy, đừng đợi đến lúc thua rồi mới dập đầu gọi tôi là ba. Xác minh đi. Có phải ở bên trong không có một xu nào không? Tôi đã nói rồi, tên nhóc này từ trên xuống dưới, toàn thân rách dưới, chả giống người có tiền chút nào.
trong thẻ tôi có bao nhiêu tiền. Nói cho anh ta nghe đi. 30 tỷ sao? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Thật xin lỗi. Ba ơi. Không, ông ơi, cháu sai rồi. Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi. Bây giờ, tôi có thể vào rồi nhỉ? Thưa ngài, mời ngài đi bên này. Lâm Phong, cái tên cặn bã này, cậu dám đến Lục gia gây rối sao? Lục Ngôn Thành, nếu cậu dám động đến một ngón tay của Tô Yến Nhi, thì Lục gia của cậu sẽ biến thành cho bụi. Trên địa bàn của Lục gia tôi mà dám nói với tôi những lời như vậy, đúng là coi trời bằng vung. Nhưng mà tôi lại muốn xem cậu sẽ khiến Lục gia bị hủy hoại thế nào. Người đâu rồi? Đi đâu hết rồi? Những tên thuộc hạ của cậu đã bị tôi giải quyết hết rồi. Lục gia cũng chỉ là con kiến thôi. Cục tuần tra phá án, người không phận sự nhanh chóng rút lui. Thật sự là cục tuần tra. Nghe nói cục tuần tra là đội ngũ trực tiếp của chiến tôn Bắc Cảnh. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Trong vòng 3 giây nếu không sơ tán, gai nhọn đồ long vệ sẽ xử lý như đồng phạm của Lục gia. Nếu động đến tôi thì tôi sẽ cho cô ta đi cùng luôn. Yến Nhi, anh xin lỗi, anh đã đến muộn rồi. Thế lực của Lục gia lớn lắm, anh không chống lại được đâu. Em yên tâm, anh sẽ lo phần còn lại. Em nghỉ ngơi một tí đi. Gai nhọn, có, đưa em ấy xuống đi. Vâng. Là giả. Hôm nay tôi phải diệt hết Lục gia mấy người ác giả ác báo. Đưa cậu ta đi cho tôi, xử lý cùng với Lục gia. Không được, mấy người không thể đụng vào tôi. Tôi là người của Mộ Dung Khánh Hải, sau lưng anh ấy là gia tộc đệ nhất đế đô Mộ Dung gia đó. Nếu mấy người đụng vào tôi, anh ấy sẽ không tha cho mấy người đâu. Mộ Dung Khánh Hải, lẽ nào chuyện năm đó anh ta cũng tham gia sao? Lục gia mấy người tội ác tày trời, đáng trừng phạt. Còn anh, Lục Ngôn Thành, tôi sẽ khiến anh sống không được, toi mạng cũng không xong. Không được, mấy người không thể đụng vào tôi. Lão Mạc, bây giờ tình hình sao rồi? Tôn Mạc Thanh Sơn, truyền nhân thần Y Môn. Lâm thiếu gia, tình trạng của phu nhân tôi đã xem qua, không hề nghiêm trọng. Nhưng khi tôi đang xem bệnh cho phu nhân, cô y tá này cứ khăng khăng ngăn tôi lại. Không nghiêm trọng sao? Cái tên lang băm này nói hay thật đấy. Bệnh viện chúng tôi sở hữu thiết bị điều trị tiên tiến nhất. Bác gái này chấn thương trong và ngoài đều rất nghiêm trọng, hơn nữa tuổi tác đã lớn, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa tháng. Đây chính là không nghiêm trọng sao? Anh chính là con trai của bác gái này sao? Tôi khuyên anh vẫn nên mời người của bệnh viện này đến trị cho bác đi. Đừng có mời mấy người chẳng ra gì này. Nếu không ông ta chữa cho bác toi mạng lại đổ thừa do bệnh viện chúng tôi. Đây là hóa đơn thanh toán của mấy người, anh phải nhanh chóng đóng tiền cho bác. Nếu không bác gái này chỉ có thể nằm ngoài hành lang. Lần trước tôi mới đóng 100.000, nhanh như vậy đã hết rồi sao? 100.000, anh cảm thấy nhiêu đó đủ không? Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư lớn nhất ở Giang Thành, trong đây có điều kiện y tế tốt nhất. Nếu anh không có tiền thì đừng đến. Cô cái gì mà cô? Tôi khuyên anh mau chóng đóng tiền đi. Nếu không tôi lập tức đẩy mẹ của anh ra ngoài hành lang. Đến lúc đó hết oxy và thuốc men, tôi xem mẹ anh có thể kiên trì bao lâu. Hỗn láo, nói chuyện kiểu gì vậy? Cô có biết người đang nằm đây là ai không? Còn ai nữa? Một bà già sắp toi mạng thôi. Thân là nhân viên y tế của bệnh viện lớn nhất Giang Thành, đây chính là phẩm chất nghề nghiệp của cô sao? Anh không có tiền thì đừng tới trị bệnh. Một tên nghèo nàn cũng dám ở bệnh viện chúng tôi ăn nói sằng bậy, có giỏi thì anh dẫn mẹ anh đi đi. Cô dám sỉ nhục mẹ tôi thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến bệnh viện đóng cửa. Cô có tin hay không? Anh nghĩ anh là ai? Một thằng nghèo mà cũng dám phách lối ở bệnh viện chúng tôi. Anh đợi đó cho tôi. Tôi muốn anh và bà già này trả giá đắt. Tôi tưởng là ai đang ở đây giả vờ nữa? Tô Văn Hiếu, bác sĩ bệnh viện Giang Thành. Đây không phải là bạn đại học của tôi, tên rác rưởi Lâm Phong sao? Sao nào? Ăn vạ tới bệnh viện của chúng tôi sao? Viện trưởng, sao ngài đến đây?
ngài đến đây cũng không nói một tiếng, biết trước tôi đã tới đón ngài rồi. Tô Văn Hiếu, Trần Thế Minh, viện trưởng bệnh viện Giang Thành. Cậu tưởng mấy chuyện xấu mà cậu làm, tôi không biết sao, trước kia tôi nể tình mẹ cậu, là người của Vương gia, nên chỉ mở một mắt, nhắm một mắt bỏ qua. Nào ngờ hôm nay, cậu gan lớn như vậy, vậy mà gây cho tôi rắc rối lớn như vậy. Không đâu viện trưởng, đều do thằng nhóc này gây chuyện. Cậu ta không có tiền thì thôi, còn gây chuyện ở bệnh viện chúng ta. Viện trưởng, ngài phải phân xử cho tôi. Câm miệng. Anh Lâm là người cậu có thể phỉ báng sao? Giang Thành, Trần Thế Minh, bái kiến anh Lâm. Bái kiến ân sư. Hai cô cậu còn ngây ra đó làm gì, không mau chóng xin lỗi anh Lâm đi. Không phải, viện trưởng, ngài lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao? Cậu ta là một tên nghèo nàn, đến tiền trị bệnh cho bà già này cũng không có, bảo tôi xin lỗi cậu ta sao? Tô Văn Hiếu, từ hôm nay cậu không cần tới làm nữa, cậu đã bị bệnh viện Giang Thành đuổi việc rồi. Còn nữa, ở Giang Thành sẽ không có bệnh viện nào dám nhận cậu đâu. Viện trưởng, tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói sằng bậy. Viện trưởng, tôi sai rồi. Lâm Thiếu, Lâm Thiếu gia, tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi không bằng xúc sinh, là lỗi tôi hết, cậu tha thứ cho tôi đi. Đủ rồi, chuyện nhảm nhí này mấy người tự xử lý đi, đừng ở đây bôi cho chát chấu. Im ngay. Yến Nhi, Yến Nhi, em không sao chứ? Lâm Phong, vừa rồi hắn, ông chán sống rồi. Hôm nay chính là ngày giỗ của cậu. Cậu có còn nhớ quỷ diện bị cậu làm hại một năm trước không? Những kẻ tôi lấy mạng đều là lũ hại nước hại dân, bọn chúng vốn không nên sống trên đời. Cậu nói hay lắm. Vậy hôm nay cậu đi gặp họ đi. Hoa Hồng, đến mật thất đi. Lâm Phong, tôi sẽ bắt cậu đền mạng. Quỷ thủ, tôi khuyên ông tốt nhất nên khai ra, hung thủ đứng đằng sau, tôi còn có thể cho ông được ra đi toàn thây. Đừng có nằm mơ. Cho dù cậu lấy mạng tôi cũng sẽ làm ác ma phục thù. Hỗn xược, không biết hối cải, còn dám ngông cuồng vậy. Lâm Phong, tốt nhất là đừng để lão đây thoát được. Nếu không tôi sẽ cho cả nhà cậu cùng quy tiên. Hoa Hồng, không cần biết cô dùng cách gì, 10 phút sau tôi muốn biết hung thủ đứng sau là ai. Vâng, tôn thượng. Tận hưởng 10 phút cuối cùng của ông trên đời này đi. Ông nên cảm thấy may mắn, vì chỉ có 10 phút để nếm mùi lợi hại của tôi. Nhưng mà tôi đảm bảo 10 phút sau đây sẽ là hồi ức đau đớn nhất của cả đời ông. Tôn thượng, hắn đã khai chưa? Báo cáo tôn thượng, ông ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, nhất quyết không chịu khai ra người đứng đằng sau. Rốt cuộc ông là người của ai? Đừng mơ mộng nữa, nhất định người đó sẽ trả thù cho tôi. Cậu và cả nhà cậu sẽ phải chôn cùng với tôi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng. Hắn giấu kịch độc trong răng, hết cứu rồi. Cậu làm gì đấy? Đêm nay Vương Thiếu gia bao toàn bộ chỗ này rồi. Mau cút khỏi đây cho tôi, nếu tôi vẫn muốn vào thì sao? Vậy tôi đành phải lấy hai cái chân của cậu làm kỷ niệm rồi, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cái gì mà ồn vậy? Lưu Tam Đức, biệt danh Lưu Sẹo, tôi lột hết ra các cậu bây giờ. Anh Đức, không liên quan đến tôi, là thằng nhóc này, tôi đã nói với cậu ta, đây là địa bàn của anh rồi. Cậu ta cứ nhất quyết xông vào. Nhóc con, dám làm càn ở địa bàn của tôi. Cậu có tin là tôi băm cậu ra thành trăm mảnh, đem cho cả ăn không? Lưu Sẹo,
họ tên Lưu Tam Đức. 7 tuổi lăn lộn giang hồ. Sau 3 năm lăn lộn thì vào tù. Ra tù theo một nhóm xã hội đen của Giang Thành, ngấm ngầm dựa hơi Vương gia. 3 năm trước, anh theo chân hai nhà Vương gia, Lục gia cùng tham gia chuyện diệt tập Lâm gia. Không biết tôi có nói sai gì không? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là Lâm Phong. Nói đi, ai bảo cậu đến tìm tôi? Cậu lại lấy thông tin từ đâu? Mục đích cậu đến đây là gì? Tôi đến là muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người. Làm sao cậu biết tôi có thể giúp cậu? Lưu Sẹo, tôi không ở đây để thương lượng với anh, mà là đang thông báo cho anh. Tên nhóc, tôi nói cậu biết, đây là địa bàn của tôi. Đại ca, chỉ có mấy người này mà cũng muốn xử lý tôi, viễn vông quá rồi đấy. Cậu không biết mấy người bọn họ là ai hả? Tôi nói cho cậu biết, thấp nhất cũng là quán quân đấu vật tự do đấy. Chỉ có một mình cậu mà ở đây nói điều kiện với tôi, đánh hắn cho tôi. Bây giờ tới anh rồi, thằng nhóc. Đây là địa bàn của tôi. Điên cuồng như thế, ai cho cậu lá gan đó? Anh tin vào khẩu súng trên tay anh như vậy sao? Thằng nhãi chán sống. Cậu có tin, tôi chỉ cần một phát thôi cũng đủ lấy mạng cậu rồi. Không tin, thử đi. Cậu vậy mà cũng gan quá đấy. Bây giờ tôi sẽ xử đẹp cậu. Bây giờ chúng ta cùng bàn về chuyện của tôi đi. Không, không phải, Lâm thiếu gia, chúng ta đều là bạn, cần gì phải đụng tới dao tới súng chứ, làm mất hòa khí. Tôi vẫn thích dáng vẻ không chịu phục tùng khi nãy hơn. Anh trả lời đi. Vương Tam Kim, thiếu gia Vương gia. Lâm Phong, ra ngoài đi. Câu đó nói sao đây nhỉ? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Được, tôi đỡ phải đi tìm cậu. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh một câu. 3 năm trước, người đã ra tay với Lâm gia có phải là Vương gia anh không? Tên phế vật như cậu cũng xứng để hỏi tôi sao? Đồ bần hèn, chó cũng không bằng. Nếu đã giả mồm như vậy, người đâu? Làm cái quái gì vậy? Hắn ta sờ sờ ra đấy mà bước vào, mấy người không thấy hả? Chỉ dựa vào họ, e là anh phải thất vọng rồi. Lâm Phong, hay vậy đi, tôi sẽ cho cậu thêm cơ hội nữa. Cậu quỳ xuống, dập đầu 3 lần cho tôi, gọi thêm 3 tiếng bà ơi nữa. Nếu tôi vui, tôi sẽ thả cậu đi. Cậu muốn làm gì? Tôi hỏi anh thêm lần cuối cùng. 3 năm trước, kẻ ra tay với Lâm gia có phải Vương gia mấy người không? Ông đây là người của Vương gia, cậu dám đụng vào tôi, Vương gia không tha cho cậu đâu. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Thủ phạm thực sự đứng sau sự diệt vong của Lâm gia, tôi ở đây. Đến cứu tôi, Lâm Phong tên điên này. Ông đây nhất định phải cho cậu tan xương nát thịt. Vương thiếu gia, anh Đức. Lâm Phong, cậu to chắc rồi. Cậu biết người này là ai không? Người này chính là đại ca xã hội đen ở Giang Thành, mọi người hay gọi là Lưu Sẹo. Cậu dám chọc anh ấy, cậu tiêu chắc rồi. Anh Đức, tên nhóc này dám gây chuyện ở đây, anh nhất định phải cho hắn nếm mùi đi. Tên hôi hám này, cậu dám sỉ nhục Lâm thiếu gia. Đánh cho tôi. Anh Đức, tôi nói cho cậu biết, sau này gặp cậu ở đâu, tôi sẽ đánh cậu ở đó. Anh Đức, Lâm thiếu gia cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì hắn khó sống ngày đó. Phim được dựng, thuyết minh đánh tập đoàn Triệu Thị. Tôn Thượng, đã trả rõ ràng, tập đoàn Triệu Thị hiện do Triệu Quốc Anh của Triệu gia nắm giữ 87% cổ phần, 13% còn lại được chia đều cho 13 cổ đông. Hơn nữa, Triệu Quốc Anh còn là thành viên dự bị
của cục tuần tra thưa anh. Dù sao cũng đã đến rồi, lên trên xem như thế nào. Cũng không biết tập đoàn Triệu Thị đã đắc tội với tôn thượng ở chỗ nào. Đứng lại, đây chính là tập đoàn Triệu Thị, chứ không phải là nơi cho chó mèo hoang muốn đến thì đến. Hỗn xược, mở to mắt của cậu ra. Cậu có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai không? Gọi điện thoại cho Triệu Quốc Anh, bảo ông ta xuống đón tôi. Vâng, ai cơ? Đại ca, tôi có nghe lầm không? Cậu ta nói ai sẽ xuống cơ? Theo tôi thấy, không biết hai tên thần kinh này ở đâu chạy đến Triệu Thị mà đứng đây chém gió. Tôi muốn hỏi hai người, có biết Triệu Quốc Anh là ai không? Ông ấy chính là sếp lớn nhất của tập đoàn Triệu Thị. Đừng nói đến hai người, cho dù là thống đốc của Giang Thành, gặp chủ tịch của chúng tôi còn phải khách khí một vài phần. Đúng vậy, dựa vào hai người cũng xứng sao? Triệu Quốc Anh, chủ tịch Triệu Thị. Ai vậy? Được, được thôi. Tôn thượng, tôi gọi thì đang thuê bao, là không gọi được, hay căn bản là không có số của chủ tịch chúng tôi đây. Tôi nghĩ là có người đang muốn ra vẻ ở đây, muốn thao túng chúng ta để lấy được cơ mật tập đoàn Triệu Thị. Các người, chúng ta về trước đi, hôm sau lại đến. Đứng lại, đây chính là tập đoàn Triệu Thị, không phải là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy theo ý của cậu, cậu muốn cái gì? Đơn giản thôi, có gì khó đâu. Chỉ cần cậu cúi người xuống, chui qua đây, sau đó quỳ xuống gọi tôi hai tiếng ông nội, tôi sẽ để các người đi. Cậu quỳ xuống cũng được đó, nhưng cậu đi hỏi chủ tịch của các cậu, ông ta có dám cho tôi quỳ không? Đừng có mà không biết điều. Cậu nghĩ cậu là ai thế? Tôi thấy là cậu chán sống rồi. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu dừng tay. Cậu nghĩ cậu là ai mà đứng trước cửa tập đoàn đánh nhau ầm ĩ vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Triệu tổng, đám người trước cửa này cứ lén la lén lút, nhìn là biết không phải người tốt. Câm miệng, khách quý sắp đến thăm, bớt gây chuyện đi. Tương thượng, người đó chính là chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị, Triệu Quốc Anh. Xem ông ta đang định làm gì. Thành viên dự bị cục tuần tra, tham kiến Thanh Long sứ đại nhân. Đi điều tra cho tôi, tại sao Thanh Long sứ lại đến tập đoàn Triệu Thị này? Còn về tập đoàn Triệu Thị, cứ để nó hấp hối vài ngày đi. Vâng, tương thượng, đi thôi. Đây có phải người hai ngày trước đã ba hoa khoác lác ở Lâm gia, có phải tên rác rưởi đó phải không? Làm sao thế, hôm nay đến chỗ của tôi chi vậy? Thiếu gia, cả buổi chiều hai người này đứng ở công ty lén la lén lút, nhìn là biết muốn ăn cắp bí mật của công ty. Nói bậy, cái công ty rách nát của các người có cho tôi cũng không thèm. Hai người các cậu làm gì vậy? Còn không mau lên cho tôi, bắt cô ta qua đây rồi xử lý cậu ta đi. Sao hả, Triệu thiếu gia, có muốn thử lại không? Nhãi danh giỏi đấy, coi như cậu có bản lĩnh, có ngon thì đứng yên đó, tôi cho cậu biết tay. Ba, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con không biết hôm nay có khách quý đến sao? Còn đánh nhau ở đây nữa. Thành Long sứ đại nhân, đây chính là con trai tôi, Triệu Thiên Thành. Bái kiến Thành Long sứ đại nhân. Ba ơi, chuyện là như này, hai người này muốn đánh cắp bí mật của tập đoàn Triệu Thị chúng ta thì thôi đi, bị con phát hiện ra, lại còn đánh cả nhân viên bảo vệ nữa, đến con cũng bị đánh một trận. Ba xem. Chàng trai, những gì con trai tôi nói là thật sao? Nếu như thật thì sao? Không thật thì sao? Nực cười, có Thanh Long sứ đại nhân đứng ở đây, cậu lại dám hỗn xược như vậy. Lên cho tôi. Cậu, nghe đây, bây giờ tôi đã là thành viên chính thức của cục tuần tra, cậu dám ra tay với tôi, không sợ cục tuần tra trả thù sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, đi. Thanh Long sứ đại nhân xin dừng bước. Mau xử lý sạch sẽ tập đoàn Triệu Thị cho tôi, trước ngày mai tôi muốn có được tất cả cổ phần của bọn họ. Vâng, tôn chủ. Yến Nhi, hãy đợi anh. Sếp ơi, sếp, có chuyện rồi, không hay rồi. Trong vòng 4 tiếng trước, cổ phiếu của chúng ta gần như đã chạm đáy. Công ty đã... Là ai? Ai đang nhắm đến Triệu gia chúng ta? Lên đi. Cô, rốt cuộc cô là ai hả? Dám kiếm chuyện với Triệu Thị này, không sợ cục tuần tra sao?
đây là cục tuần tra, ai không liên quan thì mau ra ngoài. Chủ tịch Triệu Thị, ông không giữ chức đó được lâu đâu. Triệu Thị đã trốn thuế, còn nợ ngân hàng 5 tỷ. Bây giờ, cổ phần của tập đoàn Triệu Thị đã tự động được coi như khoản vay, bị thế chấp rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Được rồi, tập đoàn Triệu Thị sau này không còn là của ông nữa. Ngày mai sẽ họp đại hội cổ đông, tất cả mọi người đều phải tham gia. Lát nữa chủ tịch mới sẽ đến, cứ bình tĩnh đi, đợi thêm một lát. Lâm tổng, cậu đến rồi. Hai tên bảo vệ này không cho tôi vào. Đây là ý kiến của ông hay là ý kiến của Triệu Thị? Lâm tổng, bình tĩnh. Hai người các cậu kể từ giây phút này không còn là nhân viên ở đây nữa. Bây giờ mau cút đi cho tôi. Lâm tổng, tôi xử lý như vậy có thích hợp không? Mấy giờ rồi vẫn chưa đến nữa, sao cậu lại vào đây? Đó là chỗ của cậu hả? Mau đứng lên đi. Không phải sắp họp đại hội cổ đông sao? Bắt đầu thôi. Cậu đang nghĩ mình là cái quái gì vậy? Còn đòi họp đại hội cổ đông? Cậu nghĩ mình là chủ tịch mới của chúng tôi hả? Ra ngoài đi. Cậu nói chuyện với sếp mình với thái độ như vậy sao? Lâm Phong, cậu bị điên rồi phải không? Như vậy đi, hay là tôi sẽ nể mặt người phụ nữ của cậu sắp thuộc về tôi. Tôi sẽ tha cho cậu. Bây giờ cậu mau đứng lên, dập đầu 99 lần cho tôi đi. Nếu không thì chỉ có vậy vẫn chưa đủ đâu. Sao lại không đủ? Cái thằng nhóc này còn hư quá rồi, dám ăn nói hỗn láo với lại Lâm tổng nữa hả? Cái gì? Sao lại là Lâm tổng? Lâm Phong là Lâm tổng. Mấy ngày trước Lâm tổng đã mua lại công ty của chúng ta rồi. Bây giờ tập đoàn Triệu Thị đã thuộc về Lâm tổng. Không thể nào. Ba đang gạt con hả? Cái tên vô dụng này sao có thể mua lại tập đoàn Triệu Thị được chứ? Mở to mắt của cậu ra, xem cho kỹ vào. Đồ bất hiếu, còn không mau qua xin lỗi Lâm tổng đi. Thôi xong rồi. Lâm tổng ơi Lâm tổng, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi đúng là người có mắt như mù mà. Tôi đã không nhận ra thân phận thật của anh. Tránh ra đi. Tôi nhớ là lúc ở Lâm gia, cậu đâu có nói như vậy. Lâm tổng, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự đã phạm sai lầm. Sao mà tôi có thể làm điều đó với người phụ nữ của anh chứ? Anh yên tâm, tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ lập tức qua đó xin lỗi cô ấy. Dạ vâng, được thôi, tôi làm liền. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về sự phát triển của tập đoàn Triệu Thị. Người đâu? Đây là... Đây không phải là Triệu Thiếu ra sao? Triệu Tổng, có phải anh đến tìm Yến Nhi không? Anh yên tâm, ngày mai em sẽ dắt nó đến Triệu gia nhé. Em bảo đảm nó sẽ tắm rửa sạch sẽ. Em nói cái gì vậy? Anh, làm sao anh có thể có ý gì với cô Tô được chứ? Anh chỉ đến để đưa hợp đồng bàn giao công ty thôi. Hợp đồng đâu rồi? Cô Tô, xin cô hãy nhận hợp đồng bàn giao công ty sao? Cô Tô, thật sự xin lỗi. Hôm qua tôi thật sự đã ăn gan hùm rồi. Tôi đột nhiên lại dám vô lễ với cô. Tôi đúng là chán sống. Nhưng mà cô là người rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần này nhé. Cô Tô, từ hôm nay trở đi, cô chính là chủ nhân của công ty. Chuyện này cô cứ yên tâm, tất cả công việc của cô đều sẽ do nhân viên chúng tôi gánh vác giúp cô. Tôi cũng tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô, tập đoàn của chúng ta sẽ càng phát triển hơn trong tương lai. Có đúng không? Yến Nhi, nếu như Triệu Thiếu gia đã để con tiếp quản tập đoàn Triệu Thị, vậy thì sau này con cũng đừng phụ lòng Triệu Thiếu gia nữa nhé. Đúng vậy, chuyện tốt như thế này người khác muốn còn không được đấy. Sao con vẫn chờ ra thế? Chuyện này là thật sao? Quá tốt rồi, cuối cùng mình đã có thể vui vẻ sống với Lâm Phong rồi. Mình phải mau chóng báo tin tốt này cho Lâm Phong. Alo, có chuyện gì vậy, Yến Nhi? Lâm Phong, em đã trở thành chủ tịch
của tập đoàn Triệu Thị. Thật sao? Tô Tổng. Vậy ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn mừng. Chào mừng quý khách đến với tiệm trang sức Sang Mỹ. Cái này đẹp không? Em đeo cái gì cũng đẹp hết. Vậy mua cái này đi. Được. Mời cô thanh toán bên này. Được. Để anh trả. Không cần đâu, em tự trả được rồi. Bây giờ anh chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, đừng nên lãng phí. Sao mà vừa vào đã ngửi thấy mùi hôi thế này? Thì ra ở chỗ này có rác cờ đấy. Tô Văn Hiếu, cái cậu này bây giờ làm trai bao sao? Cũng phải, với khuôn mặt của cậu không làm trai bao thì tiếc quá. Anh đang nói ai đấy? Tất nhiên là đang nói đến cậu trai bao mới toanh của cô rồi. Em gái, cô cũng khỏe thật đấy. Nhiều đàn ông như vậy mà cô vẫn có thể chịu đựng được. Anh, Tô Văn Hiếu, có phải cậu lại muốn được dạy dỗ không? Ôi, tôi sợ quá. Lâm Phong, hôm nay mày tới số rồi. Lâm Phong, em yên tâm. Lâm Phong, mày không thoát được đâu. Đồ rác rưởi, dám làm xấu mặt ông đây trước bản dân thiên hạ. Hôm nay ông đây sẽ khiến mày đái ra quần. Anh em lên, chặt gãy chân nó cho tôi, để cho nó lê lết, xem tôi chơi vợ nó thế nào. Tôi Văn Hiếu, chán sống rồi đúng không? Sợ rồi hả? Muốn câu giờ với bố mày đúng không? Alo, gọi vài anh em đến đây giúp tôi xử lý một tên rác rưởi. Rác rưởi hả? Được thôi, hôm nay bố mày sẽ đợi ở đây. Trong vòng 10 phút không có ai đến, ông sẽ bắt mày quỳ xuống đây liếm giày cho ông. Lâm Phong, hay là chúng ta đừng gây hấn nữa. Em đừng sợ, mấy tên tép diêu này vẫn chưa đủ trình đâu. Đồ trướng mắt này, bố mày không đợi nữa vẫn ngông chứ gì. Hôm nay bố mày sẽ chặt gãy chân chó của mày, gửi cho mẹ mày xem. Anh em lên. Thời này an ninh kém thật, chó hoang chạy đầy đường rồi. Không được, mày định làm gì hả? Lâm Phong, nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đấy. Bớt nói đi, đánh cho tôi. Đánh hay lắm. Anh em, chúng ta lên. Sau này ra đường phải mở mắt ra, đừng khiến bản thân bị coi như rác rưởi. Đi. Không xong rồi, Tô Tổng, ba lô hàng của công ty chúng ta bị giữ lại ở cảng rồi. Cái gì? Là Vương gia. Bọn họ báo cáo với phía hải quan là chúng ta vận chuyển phi pháp, phải nộp phí bảo lãnh mới có thể lấy hàng về. Phải làm sao đây? Vì sự việc lần này, chúng ta đã quá hạn ngày giao hàng cho đối tác rồi. Vi phạm là phải bồi thường cho họ 500 triệu đấy. Tiền bảo lãnh là bao nhiêu? 80 triệu. Công ty ta bây giờ không chia nổi số tiền này đâu. Cô đừng gấp, vậy đi. Trước tiên cô lấy giấy tờ của công ty đến ngân hàng vay tiền bằng mọi cách. Chúng ta phải chụp được hàng về. Bên phía khách hàng, tôi sẽ xin lỗi họ. Hy vọng họ có thể thông cảm, không yêu cầu chúng ta bồi thường. Cô đi đi. Vâng. Alo, Lưu Tổng. Ông đừng vội tức giận. Số hàng đó chúng tôi sẽ lập tức lấy về ngay. Ông có thể nào thư thả cho chúng tôi mấy hôm không?
Không xong rồi, Tô tổng, công ty chúng ta bị các ngân hàng lớn đưa vào danh sách đen rồi. Chỉ có ngân hàng Giang Thành đồng ý cho chúng ta vay thôi. Nhưng mà... Nhưng cái gì, nói mau đi. Giám đốc ngân hàng nói muốn cô cùng dùng bữa tối với hắn. Chuyện này... Được. Công ty quan trọng hơn. Cô hẹn thời gian đi, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tô tổng, đây, mời cô ngồi. Ngồi đi. Giang tổng, khoản vay của công ty chúng tôi. Cô thử, rượu tôi chuẩn bị cho cô trước đã. Nào, mời cô. Tô tổng, chúc cô vượt qua giai đoạn này. Tô tổng, hình như là cô không tin tôi thì phải. Cũng đành, vậy tôi sẽ cạn ly này trước. Giang tổng, ông vui tính thật. Tô tổng uống giỏi thật. Nào, Giang tổng, cô uống đi. Đây là rượu quý đấy. Rượu. Rượu này. Tô tổng, chúng ta uống thêm một ly. Rượu ra bôi nào. Trong rượu này, bây giờ mới phát hiện rượu bất thường sao? Trong rượu này đã được tôi bỏ thêm thuốc mê vào trong. Vậy sao ông? Cô muốn hỏi sao tôi không bị gì chứ gì? Là bởi vì trước đó tôi đã uống thuốc giải rồi. Giang tổng, tôi để ý cô lâu lắm rồi. Tô tổng, Giang tổng, ông đừng lại gần tôi. Đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Giang tổng, tránh ra. Tôi đi về đây. Alo, không hay rồi Tôn Thượng. Cái gì? Giang Hưng, tàn đời rồi. Con đàn bà mất dạy này. Rượu mời không uống. Nếu không có tôi thì công ty rách nát của cô sớm muộn cũng phá sản. Ông, tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ tôi. Nếu không nghe lời, ông đừng hòng. Đừng trách tôi mạnh tay. Giang tổng, tôi xin ông, ông mà làm vậy sẽ bị báo ứng đấy. Báo ứng sao? Trước giờ tôi chưa từng tin mấy thứ xàm xí như báo ứng. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng với cô. Giang Hưng, cậu là tên nào vậy? Mấy người lên cho tôi. Phế hết bọn họ cho tôi. Yến Nhi, đừng sợ, anh tới rồi. Sao bây giờ anh mới tới vậy? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Vậy mà dám xông vào phòng riêng của ông đây. Lâm Phong, cậu đấy. Không được động vào tôi. Nếu cậu dám động vào tôi, Lưu Sẹo sẽ không tha cho cậu. Sau lưng ông là Lưu Sẹo. Đúng, đúng vậy. Sau lưng tôi là Lưu Sẹo, đại ca xã hội đen của Giang Thành. Nếu cậu động vào tôi, cậu ấy sẽ không tha cho cậu. Bây giờ gọi anh ta cho tôi. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lưu đại ca, tôi là giám đốc ngân hàng Giang Thành. Lưu Sẹo, tôi, Lâm Phong. Thì ra là cậu. Có chuyện gì cậu cứ nói tôi. Nghe nói Giang tổng quen biết với anh. Có chuyện này không? Làm sao có thể? Tôi trước giờ chưa quen ai tên Giang Hưng hết. Đại thiếu gia, tên đó có phải là chọc gì cậu không? Có cần tôi đem người đến dạy hắn một bài học không?
sau lưng ông còn ai nữa? Có cần gọi hết một lượt không? Cục tuần tra làm việc. Đại nhân, tên điên này không biết từ đâu tới, xông vào phòng riêng của tôi, còn đánh người của tôi bị thương. Cô mau bắt hắn đi đi. Hỗn sự, dám vu khống cho tôn chủ. Tôn chủ, người cô ấy nói có lẽ là tôi. Bái kiến tôn chủ. Cục tuần tra. Tôn, tôn chủ đại nhân. Giang Hưng, nếu ông không nhận được sự tha thứ của tôn chủ, vậy thì ngân hàng của ông cũng không cần tồn tại nữa. Không, không dám. Tôn chủ đại nhân, cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn mẹ già con thơ. Cậu cũng thấy đó, mỗi năm tôi đều nộp thuế đầy đủ, con số hơn 10 tỷ. Cậu tha mạng cho tôi đi, tôn chủ đại nhân. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hôm sau, tôi muốn ông dẫn 4 giám đốc ngân hàng lớn đích thân tới tập đoàn Triệu Thị xin lỗi Tô tổng cho tôi. Hơn nữa, mỗi một ngân hàng đều phải hỗ trợ hết mình cho Triệu Thị. Nhất định. Sau ngày hôm nay, còn để tôi nhìn thấy ông ngồi ở vị trí này mà tác oai tác quái, tôi tuyệt đối không tha cho ông. Tôi không dám nữa. Nhớ đó, ông dám tiết lộ danh tính của tôi sẽ cho ông đi chầu Diêm Vương ngay. Hiểu, tôi hiểu rồi. Tô Yến Nhi, không ngờ công ty của cô phá sản nhanh như vậy. Được đó, tôi ở đây có trò hay để xem rồi. Giang Tổng, Tô Yến Nhi, nếu không thì bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi. Sau đó thì tối nay hãy mua thêm 2 bộ đồ ngủ gợi cảm nữa nhé. Thì tôi sẽ cho cô mượn tiền Vương Tam Kim. Anh đừng ở đây nói mấy lời cặn bã đó nữa. Tôi và Giang Tổng là bạn bè tốt của nhau đấy. Chỉ cần tôi nói với Giang Tổng vài câu, có lẽ ông ấy sẽ bỏ qua cho cô lần này, đúng không, Giang Tổng? Tô Tổng, chuyện của lúc trước là chúng tôi làm sai. Hôm nay tôi có lòng đến xin lỗi. Xin lỗi Tô Tổng. Khoản vay của công ty cô đã được giải quyết xong rồi. Sau này nếu có yêu cầu gì, cô cứ đến tìm tôi. Tìm tôi đi, tôi cũng có thể cho cô vay mà Tô Tổng, lãi suất thấp hơn Giang Tổng nữa. Cô cứ tìm tôi đi. Có phải mấy người bị lừa rồi không? Cái công ty nát này có thể vay nhiều tiền như vậy sao? Tô Yến Nhi, cô nói thật đi. Tài liệu mà cô gửi cho ngân hàng có phải là giả không? Như vậy là phải ngồi tù đó. Anh nói nhảm gì vậy? Giang Tổng, ông phải kiểm tra cho kỹ tài liệu của Tô Yến Nhi, đừng bị cô ta lừa. Vương thiếu gia, chả lẽ cậu nói tôi bị mù sao? Không có mà, tôi tuyệt đối không có cái ý đó đâu. Giang Tổng, sao ông có thể nói như vậy? Tài liệu của Tô Tổng do tôi đích thân kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là cậu. Vương thiếu gia, tôi bị sao vậy? Tôi phát hiện tài liệu của tập đoàn Vương Thị có nhiều lỗ hổng. Vương thiếu gia, giải thích một chút đi. Đúng vậy, ngân hàng của tôi cũng phát hiện khoản vay giả mạo của tập đoàn Vương Thị, nên đã hủy bỏ việc hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Vương Thị rồi. Cái này không thể nào. Giang Tổng, tha cho tôi lần này đi. Tha cho tôi lần này thôi, được không? Cậu tự giải quyết đi. Giang Tổng, Tô Yến Nhi, cái con khốn nhà cô, đồ mặt dày, cô liên hợp với Giang Tổng cùng chơi tôi đúng không? Được. Hóa ra cô và tên Giang Tổng này đã mập mờ với nhau từ trước rồi. Đồ thối tha. Vương Tam Kim, nói chuyện thì phải có bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng sao? Lâm Phong, vợ của cậu ngủ với bao nhiêu người, cậu có biết không? Cậu còn không biết ngược mà ở đây chơi trò chơi sao? Buồn cười quá đi mất. Tiền cậu đang dùng là do vợ cậu bán thân kiếm về đó.
Vương Tam Kim. Trước đây tôi không để anh vào mắt, bây giờ là do anh chán sống đấy. Lâm Phong, đừng đánh nữa mà, cút cho tôi. Cậu dám đánh tôi, cậu đợi đó. Nhà hàng Giang Thành. Đến đây, Tô Tổng mời vào. Đến rồi sao? Lại đây, đến rồi thì nhanh ngồi xuống. Lưu Tổng, không có việc gì, sao phải làm khó một cô gái vậy chứ? Thật xin lỗi, Lưu Tổng, Lưu Hàng đó. Sao cô không nói sớm cô quen Võ Tổng chứ? Có đúng không? Phí vi phạm hợp đồng này, tôi sẽ không thu của cô nữa. Không, phí vi phạm tôi nhất định sẽ đưa cho anh. Chỉ cần Lưu Tổng lần sau vẫn tiếp tục hợp tác với chúng tôi là được. Tô Tổng ơi, cạn ly nào. Tôi. Tô Tổng không uống. Đây là coi thường hai anh em chúng tôi rồi. Anh Lâm, không ổn rồi, Tô Tổng hình như bị hai người đàn ông kéo vào phòng rồi. Vâng. Tôi. Sao, làm sao tôi ngăn được chứ? Anh làm trước hay là tôi trước đây? Cậu trước đi, tôi bị bệnh sạch sẽ. Bây giờ tôi đi tắm. Kỹ tính đó. Vậy anh tắm rửa trước đi, tôi sẽ lên trước. Người đẹp ơi, ai đó, dừng tay. Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào cô ấy. Cậu là ai hả? Một kẻ vô lại cũng bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Tôi sai rồi. Anh cứ từ từ thưởng thức, để tôi canh chừng cho anh, có được không? Lại là tên vô lại cậu nữa, mỗi lần đều đến phá chuyện tốt của ông đây. Cậu có tin không, hôm nay tôi khiến thân dưới cậu phế luôn. Đồ ngu ngốc, chán sống. Võ Nam, cậu xong chưa? Các người là ai đấy? Cút đi. Đồ không biết điều nhà cậu. Cái đám ô hợp này, dám đạp ông đây sao? Tô Yến Nhi, hôm nay tôi đến đây để hỏi tội cô. Lưu Tổng, công ty các cô không tuân thủ quy định, dẫn đến vi phạm hợp đồng. Hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp tác với các cô. Hơn nữa, tôi đã đăng các hành vi của công ty rác rưởi các cô lên trên mạng rồi. Công ty của các cô không thể làm ăn ở đây được nữa đâu. Thật xin lỗi Lưu Tổng, hay là anh thử nghĩ một phương án khắc phục đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Cô tính khắc phục thế nào hả? Hôm qua cái tên đáng ghét kia đã đánh tôi thành thế này rồi, hôm nay tôi đến đây để đòi bồi thường. Được rồi, Triệu Hà, chuyển tiền đi. Tô Tổng, làm theo lời tôi. Anh Kim, anh Kim ơi. Chị Thanh Tuyết, anh Kim. Yến Nhi nhà em, giao lại cho anh đó. Chị Thanh Tuyết, hiểu chuyện đó. Bỏ tay ra. Thanh Tuyết đợi anh trở về từ đế đô, nhất định sẽ đi tìm anh đầu tiên. Được thôi, chỉ thương mỗi em thôi, tiểu hồ ly. Đi thôi. Dừng xe, mau lên. Bỏ tôi ra. Tiện nhân, cô có tin ông đây làm chuyện đó trên xe không? Dù sao thì cô cũng là một đôi giày rách, đến đế đô rồi cũng không ai biết được cô bị tôi chơi mấy lần đâu. Tránh ra. Anh làm nhanh đi, dù sao chúng ta cũng cách đế đô xa lắm.
Lát nữa đổi cho em xuống ghế sau nha. Anh tránh xa tôi ra đi. Bỏ ra. Chuyện gì? Alo, Lâm Tổng, không hay rồi, Tô Tổng bị bắt đi rồi. Nghe nói bị đưa đến Mộ Dung gia ở đấy đâu? Cái gì? Mộ Dung gia? Tôi sẽ lấy mạng các người. Tôn thượng, đây là định vị của phu nhân. Mau, nhanh lên. Chạy nhanh nhất có thể. Nếu đuổi không kịp, tôi sẽ lấy đầu của cậu đó. Đừng động vào tôi. Nói cho xe đằng sau, thấy xe của Vương Tam Kim thì lập tức dừng lại, bắt sống Vương Tam Kim. Vương Tam Kim. Lâm Phong. Cái gì cơ? Vương Tam Kim. Lâm Phong cậu. Anh to gan thật đấy. Lâm Phong, cậu dám đánh tôi. Người anh em. Cậu ta trả các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi để đánh hắn. Im ngay. Lâm Phong, đứng sau tôi là Mộ Dung gia đấy. Cậu mà dám đánh tôi, rồi tôi sẽ xử đẹp cậu. Lấy đầu của cậu, làm ghế cho tôi ngồi. Đúng vậy, Lâm Phong, cậu đừng tưởng là cậu lấy tiền của đàn bà ức hiếp kẻ yếu là có thể dọa được anh em tôi. Cậu mau biết thân biết phận cút đi. Cậu chỉ như cái mông tôi thôi. Tôn chủ, tôi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của Hoa Hồng, nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Cái gì? Dừng tay. Lâm Phong, quả là trọng tình trọng nghĩa. Một thuộc hạ nhỏ bé bị tôi bắt giữ, mà cậu cũng đích thân đến. Tôn chủ, mau chạy đi. Hoa Hồng, con đàn bà này, đồ chán sống, dám làm hại chị em tôi. Quỳ tiên đi. Đồ Long vệ nghe lệnh. Đồ Đồ Long vệ, dẫn đi cho tôi. Không. Tôi đã phạm lỗi gì chứ? Vương Tam Kim con trai ông đã phạm phải tội, làm chúng tôi bị thương thì không nói, đằng này còn mạo phạm tới Long Quân đại nhân, tội không thể tha. Long Quân đại nhân rộng lượng khoan dung, chỉ bảo ông đến nhà xin lỗi. Ông còn không biết tội, dám hỏi Long Quân đại nhân là ai vậy? Long Quân đại nhân là người mà ông đã ngang nhiên xúc phạm hết lần này đến lần khác đấy. Lẽ nào là... Lâm Phong, câm miệng, dám gọi tên thật của Chiến Tôn. Quả thật là cậu ta. Con trai, đừng đi trêu chọc cậu ta nữa. Trước đại hội cổ đông, ông không được đi đâu cả. Vương gia chủ, tôi không đi đâu hết. Vương tổng công ty lại nhờ vào anh rồi. Lâm Phong, ai cho cậu cái gan mà cậu dám đến đây vậy? Vương Tam Kim, tôi đã nói là anh sẽ hối hận mà. Hối hận gì? Không phải cậu bảo bác tôi đến đây xin lỗi sao? Có ai đến không? Phải đấy, cậu tưởng cậu là ai? Cậu bảo ba tôi đến xin lỗi cậu. Ba tôi là người mà cậu muốn gọi là gọi sao? Ai nói tôi không gọi được Vương Kiến Quốc chứ? Đi. Ba ơi, cô là ai mà đối xử với ba tôi như vậy? Cục tuần tra. Vương Tam Kim, đã biết tội chưa? Biết tội sao? Tôi biết tội gì cơ chứ? Đứa con bất hiếu này, nói năng hồ đồ. Tại sao phải trêu chọc tới Long Quân đại nhân? Bà ơi, con biết sai rồi, con đã biết rồi.
con đâu có gây sự với Mộ Dung đại nhân đâu. Con là gây sự với Long Quân Bắc Cảnh, Lâm Phong. Cái đứa nghịch tử này, con làm ba tức quá mà. Lâm Phong, không thể nào. Cái tên phế vật này sao? Hỗn xược, tên húy của Long Quân mà cậu dám nói thẳng ra sao? Cậu dám mạo phạm Long Quân ư? Tội không thể tha. Không, các người hiểu nhầm rồi, không thể nào. Con câm miệng. Tôn thượng, Tôn thượng, tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tôi dạy bảo không đàng hoàng, tôi mới có tội. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi quỳ gối cầu xin ngài. Vương gia chủ, người ông nên xin lỗi không phải tôi, mà là vợ của tôi, Tô Yến Nhi. Vâng, Tô tiểu thư, tôi sai rồi. Tô tiểu thư, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tô tiểu thư, tôi sai rồi. Cái này, Tô tiểu thư, nếu cô không tha thứ cho tôi, hôm nay tôi sẽ dập đầu xuất ở đây. Tô tiểu thư, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Lâm Phong, em nghĩ ông ta đáng tha thứ thì cứ tha thứ, còn nếu cảm thấy không đáng thì em cứ mặc kệ. Đừng mà, Tô tiểu thư. Không được đâu. Tô tiểu thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi sai rồi. Tô tiểu thư. Thôi được rồi, Vương gia chủ, ông đứng lên đi. Tôi tha thứ cho ông. Được, cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi biết, Tô tiểu thư. Từ bi bác ái. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Ba, sao vậy? Nhưng mà, tôi lại không nói. Tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Tô tiểu thư, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho con trai tôi. Nhà tôi chỉ có độc đinh một thằng con trai. Tôi cầu xin cô đó. Tôi dập đầu tạ lỗi, xin cô tha thứ. Cô làm ơn, Vương Tam Kim chống lại công ty tôi, khiến công ty chúng tôi lỗ hàng trăm triệu. Làm sao tôi có thể tha thứ chứ? Bồi thường, bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bồi thường? Tha cho tôi đi. Cô tha thứ cho tôi lần này, được không? Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không dám làm nữa. Nếu như đã biết sai rồi, vậy thì tổn thất của công ty bồi thường hết. Ngoài ra, còn phải tăng thêm 50% tiền bồi thường. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy số tiền này trong tài khoản ngân hàng. Không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có ngay. Chúng tôi hứa. Cảm ơn ngài. Chúng tôi ủng hộ Tô Tổng. Tôi cũng ủng hộ cô. Tô Tổng thật tuyệt vời. Lâm Phong, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Chúng ta nói sau nhé. Bây giờ xử lý chuyện công ty quan trọng hơn. Được. Mọi người nghe rõ đây. Bởi vì đã chọn chúng tôi rồi, nên là tôi hy vọng trong số chúng ta có ai nhận tiền hối lộ của Vương Tam Kim thì thành thật khai báo ra. Nếu không, tập đoàn không hoan nghênh mọi người. Bây giờ tự giác giao ra đây, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Mọi thứ sẽ lại vận hành theo như trước đây. Nhưng mà nếu tôi phát hiện ra, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Tô Tổng, tôi đã dùng không ít rồi. Vậy không được, trước ngày mai bổ sung ngay cho tôi. Được, vậy cũng được. Vị tôn thượng này là thật sao? Đúng vậy, tôi chính là Chiến Tôn Bắc Cảnh. Nhìn thấy tôn thượng còn không hành lễ, chán sống sao? Một tháng sau, đám cưới của tôi và Yến Nhi sẽ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất. Đến lúc đó, tôi hy vọng mọi người có thể đến. Lâm Tổng, chuyện đám cưới anh cứ giao cho tôi đi. Tôi đảm bảo với anh sẽ làm thật là hoành tráng. Đi thôi. Lâm Phong, anh thật sự là Long Quân Bắc Cảnh sao? Đúng vậy, Yến Nhi, thực lực bây giờ của anh đã đủ để bảo vệ em và mẹ rồi. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Đúng vậy phu nhân, cô cứ yên tâm. Từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt cô nữa. Ngược lại, những kẻ bắt nạt cô sẽ phải trả cái giá đắt. Những người đó, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Lâm Phong, Yến Nhi, chúng ta về nhà thôi. Đi thôi, mẹ đang ở nhà, đợi chúng ta. Được. Hoa Hồng, cô quay về đi. Vâng, tôn thượng. Mẹ ơi, Yến Nhi, con có bị sao không? Mẹ, con không sao, con không sao mà. Ngồi xuống rồi nói, con mau ngồi xuống đi.
con trai. Yến Nhi, Vương thiếu gia có làm gì với hai đứa con không? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Vương Tam Kim đã bị con đánh bỏ chạy rồi. Hơn nữa, anh ta còn phải bồi thường tổn thất cho công ty nữa. Sao có thể chứ? Con trai, đừng nói dối mẹ. Mẹ, con thật sự không nói dối mẹ. Mẹ, Lâm Phong anh ấy có một thân phận rất quan trọng, vẫn chưa nói với mẹ. Từ bây giờ chúng ta sẽ không bị bắt nạt nữa. Ý của con là sao? Mẹ, con là Long Quân Bắc Cảnh. Không phải trước đây con bị Vương Tam Kim hãm hại đến Bắc Cảnh sao? Tại nơi đó, con đã cố gắng trở thành Long Quân của Long Quốc, có địa vị cao quý. Trước đây con không nói với mẹ, vì con lo sẽ dọa mẹ sợ. Nhưng bây giờ đã ổn rồi, tất cả đã qua hết rồi. Long Quân. Con trai, Vương thiếu gia bảo con là mạo danh. Con trai, chúng ta không thể làm giả chuyện này được. Chuyện này phải ngồi tù đó. Mẹ là thật đó. Không tin thì mẹ hỏi Yến Nhi. Là thật đó mẹ. Lâm Phong, dạy dỗ đám hung hăng Vương Tam Kim một trận nhớ đời rồi. Con trai tôi giỏi thế sao? Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ vui quá. Nhà chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi. Sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Mẹ ơi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa. Mẹ sẽ nấu súp gà cho các con đây. Một đám vô dụng. Tôn chủ, tôn chủ xin tha mạng. Cái này, chúng tôi cũng đâu biết tên Lâm Phong kia là Long Quân Bắc Cảnh thật sự đâu. Chúng tôi còn tưởng cậu ta. Cậu tưởng là gì? Một lũ ngu ngốc. Ngay cả Long Quân Bắc Cảnh cũng không biết. Giữ mấy người lại có ích gì? Xin tha mạng. Tha mạng, tôi có cách mà. Tôi có cách rồi. Tôi nói, tháng sau Lâm Phong kết hôn, còn muốn làm bù một hôn lễ cho hôn thê Tô Yến Nhi của cậu ta. Chúng ta có thể ra tay từ chỗ này. Đúng vậy. Thứ Lâm Phong để ý nhất chính là người nhà của cậu ta. Hôn lễ. Lâm Phong, tôi sẽ khiến cậu ngủ không toàn thây. Văn Hiếu, cách của cậu có được không? Yên tâm đi bác trai. Lâm Thanh Tuyết, người phụ nữ này nằm mơ cũng muốn leo lên thành cao. Tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện đến nước này cũng chỉ đành thử một chút thôi. Cố lên anh họ, bên phía ngài Mộ Dung còn cho chúng ta thêm viện trợ. Chắc chắn không vấn đề gì. Anh Vương, chuyện anh nói là thật sao? Sau khi em thành công trong chuyện này thì anh phải cưới em đó. Trước giờ anh tôi nói gì đều sẽ giữ lời, sao mà nuốt lời được chứ? Đâu có đâu, em chỉ là vui quá thôi. Anh Vương, em nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội lần này. Lâm Phong, Tô Yến Nhi muốn sung sướng đầm ấm cả đời sao? Đừng hòng. Tài liệu đen của Tô Yến Nhi tôi có nhiều lắm, còn có nhiều ảnh không mặc đồ nữa. Cứ đợi hôn lễ của họ bị phá hỏng đi. Phải nói là anh thích đồ hư hỏng như em lắm. Sao rồi? Được, cũng không tồi, cũng được, đủ ăn ngon lắm. Con trai, mau lên, đừng đứng ở đây nữa, bên kia có nhiều khách lắm, con đi tiếp khách chút đi. Được. Thế sao, chúc mừng nhé, ăn ngon miệng nhé. Đủ ăn ngon chứ, Tô Yến Nhi. Cái đồ khốn nạn, chuyện xấu gì cũng làm. Hôm nay tôi đến đây để vạch trần cô. Tô Yến Nhi, cô đã quyến rũ nhiều đàn ông như vậy, cô còn không biết ngượng mà ở đây tổ chức hôn lễ sao? Mặt dày thật. Tôi muốn mọi người xem thử, chính là cô dâu này đã quyến rũ Vương thiếu gia, Triệu thiếu gia, Lưu thiếu gia, Tô thiếu gia,
còn lên giường với rất nhiều người đàn ông. Mọi người xem cô dâu này, mất mặt thật đấy. Đúng đó, cô nhìn tấm hình đó đi, không biết xấu hổ. Cuộc sống cá nhân của cô này cũng bê bối quá đi, trông cũng trong sáng, vậy mà đã lên giường với nhiều người như vậy. Dáng người đẹp đó chứ. Thân hình này cũng không tệ, mặt mũi cũng xinh. Mấy bức ảnh này đều là âm mưu của mấy người. Cái đồ khốn làm nhục cả gia đình, giống như cô. Nếu cô không làm nhiều chuyện như vậy thì sao có thể bị người khác nắm được điểm yếu chứ. Hôm nay tôi sẽ để mọi người nhìn xem cô ta rốt cuộc là loại đàn bà như thế nào. Nào, mọi người xem đi. Lâm Phong, làm sao đây? Cô ta muốn lấy mấy bức ảnh đó để hại em. Yên tâm, bức ảnh trong máy của cô ta đã bị anh đổi rồi. Cái gì? Sao anh có thể để hôn lễ của chúng ta xảy ra chuyện được? Mọi người cũng xem một chút. Mấy bức ảnh này có dấu vết rõ ràng của việc chỉnh sửa. Vợ của tôi không mập như vậy. Mấy bức ảnh này rõ ràng là cô ta. Lâm Phong, đừng có ngậm máu phun người. Ở đây có nhiều người hiểu biết mảng này. Mọi người đến xem một chút, đây có phải là ảnh sửa không? Cái này có vẻ là bị sửa rồi. Bức ảnh này không giống lắm. Được, cái này thì sao? Cái này nữa. Mọi người mau lại xem nè. Cái loại phụ nữ không có liêm sỉ, cái loại phụ nữ lẳng lơ, vô liêm sỉ, hạ tiện nhất trái đất này. Ai mà cưới cô ta sẽ xui xẻo tám đời. Không phải là cô này sao? Sao lại là cô ta? Sao lại có dáng vẻ như thế? Sao cô ta lại như vậy? Đây, không phải tôi. Anh xem người phụ nữ kia kìa, thân hình thật sự cũng đẹp đó. Cái này, đây không phải, cô ta đã điên rồi. Mọi người đừng bị cô ta ảnh hưởng. Hoa Hồng, có, khuyên cô ta ra ngoài cho tôi. Vâng, không phải tôi, không phải. Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi, phụ nữ là không thể dùng được. Thật vô dụng. Mộ Dung Khánh Hải, Lâm Phong, hôm nay tôi đến là muốn cậu giao lệnh bài của Long Quân Bắc Cảnh. Dựa vào anh sao? Dựa vào tôi. Lâm Phong, cậu tự ý rời khỏi Bắc Cảnh đã vi phạm quy định của Long Quân lệnh. Cấp trên có lệnh lập tức lùng bắt cậu. Hôm nay tôi kết hôn, anh nghĩ tôi không có chuẩn bị sao? Cấp trên có lệnh, sao tôi không biết được? Cậu đừng có nói nhảm với tôi. Lâm Phong, ngày tháng yên ổn của cậu coi như là kết thúc rồi. Chờ tôi xử được cậu, lãnh thổ Bắc Cảnh của cậu hiển nhiên sẽ là của tôi. Mộ Dung Khánh Hải, anh thật sự nghĩ tôi không hề chuẩn bị gì sao? Vương Lạnh đến. Ai là Long Quân Bắc Cảnh? Lâm Phong, có, theo Vương Lạnh, Long Quân Bắc Cảnh vô cùng xuất sắc, thống lĩnh toàn cục, nay phong làm vương tước, tặng danh xưng Long Vương hộ quốc, danh xứng với thực. Long Vương nhận lệnh. Sức mạnh của Long Vương quả thật rất mạnh. Chúc mừng Long Vương đại nhân. Cảm ơn sứ giả. Sao lại như vậy? Còn đây chính là Mộ Dung Khánh Hải sao? Tôi cũng có sao? Tất nhiên là có rồi. Mộ Dung Khánh Hải hai lòng hai dạ, tội ác tày trời, làm nhiều việc ác. Bây giờ bắt anh và thuộc hạ vào hết trong tù. Cô hiểu lầm gì rồi đúng không? Thời hạn, vĩnh viễn. Đưa đi. Lâm Phong, Yến Nhi, sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa. Yến Nhi, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý,